So ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và anh em sẽ tiếp tục đến với con game kho báu truyền thuyết nhé. Ngày hôm nay thì sẽ update cho anh em là một số cái nội dung mới của con game kho báu truyền thuyết. Đầu tiên, nếu như ở bên server Việt Nam anh em ạ, sau buổi cập nhật buổi chiều ngày hôm qua thì bên server Việt Nam thì đã chính thức update một em tướng mới. Đó chính là em tướng Kinh Hỏa Hoạn thuộc dòng Tứ Hoàng anh em ạ. Đây, đây chính là tạo hình của em tướng Kinh Hỏa Hoạn thuộc dòng Tứ Hoàng. Thì cùng với đó ở bên server chung anh em ơi, buổi chiều ngày hôm nay bên dòng Tứ Hoàng cũng đã chính thức update một em tướng mới. Đó chính là em tướng Oni Isnen Zoro, một phiên bản Asura. Đấy, tạo hình phiên bản Asura khi mà Oni Zoro PK cùng với cả Dragon Kaido để cứu thuyền trưởng Luffy anh em ạ. Thì phiên bản này nếu như ở bên server châu Âu thì đã ra trước đó gọi là tầm 4 tuần 5 tuần rồi, thì bên server chung bây giờ đã đẩy lên 2 tuần một tướng thì đã update em tướng Oni Zoro. Và cụ thể ở cái con arc này hiện nay mình đang sâu với anh em thì mình đang có 1063 vé. Thì ngày mai khi mà em tướng Oni Isnen Zoro ra thì mình sẽ quyết tâm chiêu mộ em tướng Oni Isnen Zoro và mình sẽ thay em tướng là Kaido ở đây, để team của mình sẽ có em tướng là Carrot này, Zoro này, Wanomako, Edward View và Sabo. Sabo hiện nay của mình thì chỉ mới 10 sao thôi, nhưng tuy nhiên là mình đã đủ đây hai copy em tướng Sabo nữa rồi, là để nâng lên 11 sao rồi. Đấy, thì sơ qua giới thiệu với anh em một chút như vậy. Và một cái điểm đặc biệt nữa muốn gọi là giới thiệu luôn với anh em, để những anh em nào biết rồi hoặc là chưa biết, thì con tướng mới nhất đấy thuộc dòng truyền kỳ anh em ạ, sau em tướng gọi là Hawkins thuộc dòng Thất Vũ Hải thì em tướng thuộc dòng truyền kỳ ngày kia và chiều ngày mai thì sẽ update, và ngày kia thì sẽ chính thức là ra mắt về tạo hình cái bộ kỹ năng thuộc dòng truyền kỳ. Đó chính là em tướng là San Tóc Đỏ UR nha anh em nhé, rất là ok luôn. Gọi là nó nằm trong cái dự đoán của mình và tất cả những anh em khác mà đang tham gia con game kho báu truyền thuyết bên cả ba server rồi. Một là nó sẽ ra là Goldie Roger, và hai là nó sẽ phải là ra San Tóc Đỏ. Đấy, khả năng sẽ ra San Tóc Đỏ, và như vậy là đã đúng dự đoán là ra San Tóc Đỏ rồi anh em ạ. Và chắc chắn thì đối với mình, quan điểm của mình thì em tướng San Tóc Đỏ thì phải đến 99,9% nó sẽ phải là một em tướng đam, và nó sẽ có phải có một cái chiêu gọi là chiêu thần tị. Nếu như anh em nào theo dõi chuyện One Piece bên server Việt Nam, cái chiêu này nó giống như khi mà Goldie Roger PK với cả Oden, một chiêu kiếm thần tị là đánh bại Oden, và đối với San Tóc Đỏ là cũng thể hiện lại cái chiêu thần tị là gọi là đánh bại luôn Onikid, mà một phiên bản Onikid là cùng với cả UR là hai con này mà PK mà đánh thắng được cả Big Mom. Tuy nhiên là khi mà gặp San Tóc Đỏ chỉ một chiêu thần tị thôi là Kid đã lên đường rồi. Và theo cái mạch truyện mới nhất thì kể cả Nau của chúng ta sau cái phiên bản là đảo quỷ Oni thì cũng đã thất bại bởi tay của Dâu Đen rồi. Rất may là được Bebo khi mà cắn thuốc của Chopper thì đã chuyển sang cái giọng Su Long, nhưng mà tuy nhiên cái dạng Su Long này là cái dạng cắn thuốc anh em ạ. Nếu như Su Long bình thường thì nó gọi là dạng bình thường thôi, nhưng mà khi mà cắn thuốc của Chopper vừa chuyển sang giọng Su Long mà vừa có một chút gì đó nó gọi là ảnh hưởng bởi cái việc cắn thuốc của Chopper anh em ạ, rất là mạnh, rất là ok luôn. Rồi ok, đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thì một cái điểm nữa là đây muốn cho anh em biết là bên server chung thì đã chính thức là cập nhật em tướng Kinh Hỏa Hoạn nhá vào trong cái dương tự chọn tướng UR rồi, nên là anh em yên tâm. Cùng với cái ngày mai bên server Việt Nam là update em tướng Kinh Hỏa Hoạn vào cái chiêu mộ hàng giờ, thì bên server chung cũng đưa em tướng Kinh Hỏa Hoạn đấy vào trong chiêu mộ như ý rồi, và trong cái dương tự chọn tướng UR, nên là anh em ok yên tâm, càng về sau thì anh em đều có thể chơi được nhá. Rồi ok, mình sẽ có một cái server ngày mai ngày kia nâng cấp em tướng Kinh Hỏa Hoạn lên 11 sao và giới thiệu với anh nhá. Rồi ok, đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là đối với cái màn cập nhật thì bên server chung và bên server Việt Nam hiện nay có một cái điểm tương đồng, đó là tạo hình của cái các cái tính năng, ví dụ như Arena này, World Arena này, hoặc là PVV đấu trường thế giới này, hoặc là quyết chiến thượng đỉnh này, hoặc là khiêu chiến bè gỗ, thì hiện nay đã đưa vào cập nhật giống nhau, một tạo hình giống nhau. Đây anh em có thể thấy bên server Việt Nam cũng y hệt như vậy.
Đấy, nên là cái điểm tương đồng là nó sẽ như nhau nha anh em nhé. Đấy, không phải là bên server chung theo bên server Việt Nam đâu, mà bên server Việt Nam chẳng qua là cập nhật ngày hôm qua, thì còn bên server chung thì cập nhật ngày hôm nay thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với PV đấu trường thế giới. Video ngày hôm nay mình sẽ review và giới thiệu cho anh em team top 1 lực chiến bên server chung và top 1 lực chiến bên server chung hiện nay đang chơi những con tướng nào và bui hướng bui ra sao nhé. Nó sẽ có một chút thay đổi so với những cái video trước. Nếu như những video trước đối với em tướng Wano Mako thì có bui khác, và bây giờ thì em tướng Wano Mako sẽ có một cái hướng bui nó khác một chút nhé, thêm rune và haki khác một chút. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team chính đã. Chúng ta sẽ cùng phải đi cái team chính luôn của người chơi Ryuma VIP 10 năm đến từ server chung. Bạn ấy thì có ba cái team của bạn ấy thì cực kỳ là chất lượng luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với cái team số 3, đồng thời cũng là cái team chính của bạn ấy. Thì hiện nay team chính của bạn ấy là lực chiến là 13 triệu 178 nghìn anh em ạ. Và team của bạn ấy hiện nay đang chơi một em tướng tanh, một em tướng búp và ba em tướng sát thương. Đối với tướng tanh, bạn ấy khác với những người chơi khác, bạn ấy không sử dụng Luffy Zephyr mà bạn ấy sử dụng Đô Đốc Bảo Lục. Đấy, một rất là khác với những người chơi khác luôn. Em tướng búp thì bạn ấy sử dụng siêu búp Diva Uta, và ba em tướng sát thương thì bạn ấy đang sử dụng Young Rainian, em tướng Laura và em tướng Jinbei. Đấy, một em tướng bé cá mập. Đấy, với lượng sát thương cực kỳ khủng luôn. Team số 2 của bạn ấy lực chiến là 12 triệu 668 nghìn, và đây có Luffy Zephyr tank, có siêu búp Wanomako, có dâu trắng UR, có Dragon Kaido và có Silver Blade là em tướng Silver Mưa. Như vậy là team top 2 của bạn ấy thì xếp với 5 con tướng như vậy. Và team số 3, tức là 5 con tướng thuộc team số 3 của bạn ấy, bạn ấy chơi với một đội hình là một em tướng tanh Cyborg Kuma, em tướng bốn em tướng đam đó là Rob Lucy, em tướng Dulap Bolit này, Herogas và Nika Luffy anh em ạ. Mình khá là bất ngờ khi mà bạn ấy xếp Nika Luffy đấy vào team số 3. Đấy, còn lại em tướng Cyborg Kuma thì mình cũng nghĩ là cũng phải team số 2 cơ. Nhưng tuy nhiên, bạn ấy lại lựa chọn em tướng là Đô Đốc Bảo Lục vào team số 1 và Luffy Zephyr vào team số 2. Rồi ok, lực chiến team số 3 của bạn ấy là 12 triệu 376 nghìn lực chiến nha anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi đến lần lượt từng con tướng và từng hướng bui từng con một để anh em có hướng nhé. Hiện nay trong 3 team của bạn này, nếu đối chiếu với bên server Việt Nam thì hiện nay chỉ có mỗi mình em tướng là Wanomako là đã ra bên server Việt Nam thôi. Thế còn lại 14 em tướng còn lại thì vẫn chưa ra bên server Việt Nam nhé. Ok, mình sẽ giới thiệu luôn với anh em con tướng Wanomako luôn. Wanomako của bạn ý hiện nay lực chiến là 2 triệu 610 nghìn. Và các chỉ số cơ bản thì hiện nay là cái tỷ lệ xem nào, cái tỷ lệ kháng bạo của bạn ý là 55% nha anh em nhé. Và tỷ lệ hồi máu này, rồi tăng số lượng hồi máu là nó 20 và 24% này. Hiện nay thì đối với em tướng Wanomako thì bạn ý đang bui một bộ đá 3 sao là tăng hồi máu nha anh em nhé. À mình xin lỗi, là tăng lượng máu, tức là tăng cái độ trâu cho em tướng Wanomako luôn. Các chỉ số cơ bản thì bạn ấy đang lấy là tốc độ tấn công và máu, tốc độ tấn công máu này anh em ơi. Đấy, ưu tiên là tốc độ và máu nhá, ưu tiên sẽ là tốc độ và máu. Rồi ok, về haki hiện nay thì bạn ấy đang sử dụng một haki là nhạy bén level 4 này, một cái là hồi máu level 4 này, tiếp theo nữa là một cái là giảm tốc và liên kích level 4, tiếp theo là hồi máu theo lượt và giảm sát thương từ tướng mang đòn đánh là cường bạo và liên kích level 4. Đấy ok, như vậy là đối với người chơi top 1 hiện nay thì bạn ấy vẫn đang chơi là tốc độ so cho con tướng Wanomako nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến từng lần lượt từng con tướng luôn. Đầu tiên là em tướng siêu đam là Young Rainian. Young Rainian các chỉ số cơ bản là sát thương bạo kích là 250% này, tỷ lệ bạo kích là 77% nhá. Ok, bạn ấy đang khảm một bộ đá là huy hiệu mặt trời. Chắc chắn là bạn ấy sẽ lấy dòng tốc độ crit của kia crit dam rồi. Tốc độ này, attack này. Ok này. Tốc độ crit crit dam này. À mình xin lỗi, thủ này. Tốc độ crit crit dam này. Và tốc độ crit dam. Như vậy là ưu tiên đầu tiên là tốc độ và về sau đó sẽ là crit dam. Haki hiện nay đang sử dụng một haki liên kích level 4, chấn động level 4 này. Tiếp theo nữa là xuyên giáp thanh tẩy level 4 và tốc độ và thần lực level 4 nha anh em nhé. Ok, đấy là con tướng trong ngoài nha. Đến với siêu búp Diva Uta. Siêu búp Diva Uta của chúng ta hiện nay đang sử dụng một bộ đá huy hiệu là tăng hồi máu. Và haki là một haki là hồi máu này, tăng cái lượng hồi máu này. Thánh linh này, level 4 này. Về rune,
tốc độ liên kích level 4 và gọi là giảm crit dam và tăng 15% máu và thần lực level 4 anh em nhé. Ok, tức là em tướng đi vào ta này thì bạn ấy đang không bùi tốc, nó có thể xuất chiêu sau cùng cũng được, không vấn đề gì cả. Ok, con tướng thứ ba là con tướng tanh đô đốc bò lục nha anh em nhá. Đô đốc bò lục thì hiện nay thì tỷ lệ kháng bạo của nó là đang 70% này. Đấy, và 81% gì đây, hình như là cái tỷ lệ hồi phục hay là cái gì này là 81% này. Bạn ấy đang một khảm một bộ đá là tăng khống chế anh em ạ. Đây, đang khảm một bộ đá là tăng khống chế. À, thế như vậy thì cái huy hiệu là cái tỷ lệ bạn ấy bui là đang tăng 81% tỷ lệ là khống chế nha anh em nhé. Ok, liên kích này, nhạy bén này, vào 4 này, về rune thanh tẩy thần lực và giảm đấy, tăng cái kháng bạo kích leo vào 4. Đấy là con tướng tanh đối bầu lục. Tiếp theo là bạn con tướng là lau ur, lau ur đây, các chỉ số cơ bản của bạn ý là sát thương bạo kích 249% này, tỷ lệ bạo kích là 77% này, đang khảm một bộ đá là huy hiệu mặt trời haki, nhạy bén này, thanh tẩy leo vào 4 này, tiếp theo nữa liên kích thần lực này và chấn động xuyên giáp leo vào 4. Đấy là rune của bạn ý nhá. Ok, con tướng thứ 5 trong team chính của bạn ý là con tướng Jinbei ur. Jinbei ur tỷ lệ sát thương bạo kích là 267% này, tỷ lệ bạo kích là 83% nhá. Ok, khảm đá thì huy hiệu mặt trời rồi, chắc chắn là sẽ lấy crit, crit dam và tốc độ rồi. Đây anh em có thể thấy đây, crit, crit dam và tốc độ này. Haki một thanh tẩy này, một chính xác level 4 này, về rune một cái là tăng công và có 40% giảm sát thương này, liên kích này level 4 này, xuyên giáp và crit dam level 4. Đấy, đấy là những cái chung của các anh em tướng sát thương. Rồi, chúng ta đã đi qua cái team chính của bạn ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team số 2 của bạn ấy. Em tướng Wanomako mình đã gửi tới anh em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với em tướng Luffy Zephyr. Đối với Luffy Zephyr hiện nay tỷ lệ kháng bạo con này là 89% anh ạ. Rất là ok luôn nhá, rất là cao luôn. Các cái chỉ số cơ bản của con này đang đấy là kháng bạo, hồi máu này và kháng debuff. Đấy, ok này. Như vậy là đối với em tướng Luffy Zephyr anh em ơi. Hiện nay đây, về check đã xong rồi, mấy tổng kết này. Haki là một haki là giảm tốc này, một haki liên kích này, một haki là crit kháng bạo này và hồi máu này, và một haki là thần lực và thanh tẩy này. Như vậy con này cái hướng chơi mới của Luffy Zephyr là không bút tốc nha anh em nhé, bởi vì tất cả các em tướng hiện nay thì đang chơi một cái rune và haki thanh tẩy. Từ đó nếu như Luffy Zephyr mà ra đòn trước thì có thể dẫn đến thanh tẩy, nên hiện nay bỏ bút tốc đấy, để đưa về sau anh em ạ. Ok, tiếp theo Cyril Brain. Cyril Brain các chỉ số cơ bản là sát thương bạo kích 200%, tỷ lệ bạo kích là 30%, tuy nhiên kháng bạo là 60%. Như vậy con này là bui thủ nha anh em nhé. Haki liên kích này, thanh nhạy bén level 4 này, phản sát thương và lé tránh level 4, tiếp theo nữa là kháng bạo và thần lực level 4. Rồi, đấy là Cyril Brain này. Chúng ta sẽ cùng đến với Dragon Kaido. Dragon Kaido thì sát thương bạo kích là 285%, rất là cao luôn. Bạo kích là 51% này, khảm một bộ đá là tăng sát thương bạo kích. Haki nhạy bén này, crit dam level 4 và rune là crit dam này, thần lực này và liên kích và thần lực thanh tẩy level 4. Mình xin lỗi là ở đây là crit nhé, không phải crit dam. Đấy là Dragon Kaido. Tiếp theo em tướng hot tướng bây giờ đó chính là em tướng dâu trắng ur. Sát thương bạo kích là 232%, tỷ lệ bạo kích là 79% nhé. Khảm một bộ huy hiệu nào mặt trời là tăng tỷ lệ bạo kích. Haki bạn ấy đang sử dụng một bộ haki là nhạy bén này, chấn động level 4, về rune thì đang thanh tẩy thần lực này và đấy, crit và liên kích level 4. Đấy là em tướng dâu trắng. Như vậy là đã xong team số 2 của bạn ấy rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với em tướng cái team số 3 của bạn ấy. Team số 3 của bạn ấy đầu tiên là em tướng Rob Lucy. Rob Lucy chỉ số cơ bản là crit, tức là tỷ lệ bạo kích là 72% này, sát thương bạo kích là 241%, đang khảm một bộ huy hiệu là hoa mặt trời nhé. Haki nhạy bén này, thần lực level 4 này, tiếp theo nữa là thanh tẩy liên kích và xuyên giáp thần lực level 4 này. Đối với em tướng Saibakuma là một em tướng tanh thì hiện nay con tướng này đang được hướng bui là 94% tỷ lệ kháng bạo anh em nhé, rất là cao luôn. Về khảm đá, đang khảm một bộ đá HP này, tiếp theo thần lực này và nhạy bén level 4 và liên kích thanh tẩy kết hợp với thánh linh và cái làm chậm level 4 nhé. Ok, con tướng thứ tư trong team số 3 này em tướng Hero Gap, anh hùng hải quân Gap.
Tỷ lệ bạo là 71%, tỷ lệ sát thương bạo kích là 277% này. Khả một bộ huy hiệu là tăng sát thương bạo kích về Haki, liên kích chấn động level 4 và rune tốc độ crit và thanh tẩy thần lực level 4 nhé. Và con tướng cuối cùng trong team của bạn ý đó chính là em tướng Nika Luffy, phiên bản là Luffy Zephyr anh em ơi. Ok luôn. Tỷ lệ sát thương bạo kích là 302% và tỷ lệ bạo kích là 62% này. Khả một bộ đá là tăng sát thương bạo kích với Haki, đang sử dụng một Haki là tốc độ level 4 này, nhạy bén này. Và một cái là khi mà diệt tướng đối phương thì sẽ có 100% đòn đánh thương ở level 4. Và Haki đang sử về rune, đang sử dụng rune là thanh tẩy liên kích và chấn động crit anh em ạ. Như vậy là đối với cái điểm chung của các cái con tướng sát thương thì sẽ bao gồm là 6 cái Haki và rune, đó là tốc độ này, xuyên giáp, liên kích, thần lực, chấn động và thanh tẩy anh em nhé. Thì đấy là 6 cái rune và Haki các cái con tướng công hay dùng đấy. Còn yếu tướng tanh thì thêm một cái ví dụ như khiêu khích này, làm chậm này đấy, và tăng cái tỷ lệ kháng bạo. Còn đối với các em tướng búp thì sẽ tăng cái tỷ lệ hồi máu nha anh em nhé. Rồi ok, như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã review và giới thiệu cho anh em là cái team top 1 của người chơi bên server chung thì chơi cái gì. Trên cơ sở đó thì anh em sẽ phiên ra các cái con tướng bên server Việt Nam để anh em có thể phiên ra nhé. Sát thương thì phiên ra sát thương, còn tanh phiên ra thanh nhá, và búp phiên ra búp. Rồi ok, xin chào anh em nhé.